Tần thời Minh Nguyệt Chi trưởng môn nhân đoán quẻ Đại Biệt Sơn. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đại Biệt Sơn, phàm là hiểu rõ một điểm lịch sử ở Hồng Kỳ lay động dưới lớn lên đều biết đây là một cái lịch sử bước ngoặt địa phương, năm đó Hồng sắc căn cứ địa chính là ở đây, nó kéo dài ngàn dặm. Sơn thế đầu tiểu hiểm trở, sơn gian mây mù phiêu miểu, núi non núi non trùng điệp quần sơn vân hải bầu trời chằng chịt có hứng thú phía tây bạch mã tiêm hiện đầy kỳ tùng quái thạch tây bắc sườn núi cao sơn ải lịch cây tạo hình phong cách cổ xưa cứng cáp ánh sáng màu đanh đá chua ngoa mờ nhạt mà sơn nam rừng cây tùng thì âu lục xanh um sinh cơ giạt giáo năm đó hán vũ đế lưu triệt ở chỗ này không quay về hoảng đãng hai tháng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đại biệt sơn có thể thấy được đại biệt sơn to lớn bất quá so sánh với những thứ này nó có một càng truyền kỳ truyền thuyết ở hồng hoang thế gian thiên địa một khối hàng tỷ sinh linh bị đè ép ở mờ tối giữa thiên địa sau lại có một ngọn núi hoanh nhưng mọc lên dùng sống lưng của nó đem thương thiên thật cao khởi động từ đây có thiên địa chi tranh vạn vật sinh linh cũng phải lấy thu được quang minh bởi ngọn núi này phân ra trời và đất phân ra ban ngày cùng đêm tối khiến cho thiên địa khác biệt liền đặt tên là đại biệt sơn đại biệt sơn liên miên nghìn dặm yamanaka có môn phái mấy cái thế nhưng ở nơi này chưa hầu khắp nơi trên đất bách gia học thiết nhất tề nở rộ thời kỳ này môn phái đại để đều là bất nhập lưu tiểu môn phái nói là môn phái thật thì là có chút kỹ năng nhân vì trốn vào cái này thâm sơn miễn cho họa chiến tranh mà tuyển nhận một ít đồ đệ đoàn thành đội mà thôi bản lĩnh không lớn đan khâu tử sáng lập cái này bạch mã xem chính là này môn trong phái một trong đạo gia là thời kỳ xuân thu lão tử sáng chế hiện nay đã có mấy trăm năm lịch sử đan khâu tử cũng không phải đạo gia đệ tử thế nhưng hắn lại đối với đó ngưỡng mộ từ đan khâu tử danh hào liền có thể nhìn ra rất có đại sư phong phạm chỉ là người biết hắn đều biết hắn chính là một cái cả ngày ôm một cái đồng nát hồ lô ồ ồ, ồ uống rượu tử quỷ cùng đạo gia không có nửa điểm quan hệ, điển hình một cái treo đầu dê bán thịt chó. Có người nói hắn tuổi trẻ thời điểm, coi như là có hai thanh ngoan chiêu thức, bằng không, cũng không khả năng ở nơi này đại biệt sơn bên trong chiếm giữ chủ phong. Cũng đều nói tuổi xuân trôi nhanh, anh hùng tuổi xế chiều, đàn khâu tử dần dần già đi, thêm nữa nhiều năm say rượu, đã sớm không còn nữa năm đó điều này cũng làm cho để chung quanh hai cái môn phái bắt đầu nhìn chằm chằm vì vậy đang ở ba ngày trước tiểu báo môn cùng giang môn liên hợp tìm tới cửa nói là liên hợp trên thực tế chính là giang môn đầu lĩnh tiểu báo môn đã sớm lấy giang môn như thiên lôi sai đâu đánh đó rất có tay chân tiểu đệ giác ngộ bày ra lôi đài song phương một hồi long tranh hổ đấu mặc dù nói quyền sợ trẻ trung thêm nữa đan khâu tử nhiều năm say rượu thế nhưng bất kể nói thế nào lão đạo kinh nghiệm cùng kỹ xảo vẫn là hơi thắng một cái chù một phen khổ chiến đem đối phương đánh hạ lôi đài giang môn không cam lòng lui chỉ là trận này tranh đấu tuy là thắng nhưng cũng xem như là đem đan khâu tử hoàn toàn sấy khô hao hết, ở màn đêm buông xuống thông báo vài câu sau đó, liền qua đời. Vĩnh biệt cõi đời. Sư phụ, đau tê tâm liệt phế khổ âm thanh, ở nơi này ban đêm, có vẻ phá lệ liệu sáng tề tiên hiệp, suy nghĩ năm đó phụ thân cũng là thích võ hiệp tiểu thuyết, cho nên, liền có hắn tiên hiệp tên, 23 tuổi, tránh tông 9x hậu, trên giang hồ Xưng là, thối giữa đệ nhất, phụ mẫu đã vong. Lẻ loi một mình, thế giới top 500 bạo phong trò chơi tập đoàn hoa hiệu chi nhánh công ty CEO, trợ lý. Vì kiểm tra đo lường trò chơi lỗ thủng, mấy ngày mấy đêm không có nhắm mắt chơi game, cho nên, vinh quang chết đột ngột sau khi tỉnh lại, phát hiện mình trở thành bạch mã xem đại sư huynh, mà nay, đi tới nơi này cái thế giới đã có một tháng có thừa. Khóc giống đứa trẻ này, gọi thằng ngốc, đan khâu tử không có cho hai vị đồ đệ đặt tên, mà là trực tiếp gọi biệt hiệu, dựa theo đan khâu tử lý luận mà nói, chỉ có đến rồi 16 tuổi thời điểm. Mới cho lấy đại danh, mà tề tiên hiệp thân thể này, còn kém một tháng 16 tuổi. Và URL bằng Windows. Location. Herep Window Puppy giờ tác bằng Window Puppy giờ tác Window Puppy giờ tác Push Zonet 7254 X, BGSSP 7254 U URL Lão đạo mặc dù là một tử quỷ, nhưng là đối với hai cái đồ đệ rất tốt, tuy là thường xuyên không có lời hữu ích, khả năng nhìn ra được hắn đối với hai người quan ái tình một tháng bảo ngắn cũng không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm cũng không biết là bị thằng ngốc ảnh hưởng vẫn là thế nào tâm lý e ẩm loại cảm giác này phá lệ không phải thư sướng cho nên liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài cười khổ nhìn phía ngoài tinh tinh nhìn cái này sáng trong nguyệt sáng cái này phút chốc cảm thấy đặc biệt cô tịch Hy vọng người cũng là xuyên việt đến rồi một cái khác thế giới, một lần nữa sinh hoạt, lúng túng tự nói, không biết là đang đối với ai nói. Leng keng, ký chủ tiếp nhận chức vụ bạch mã xem chức trưởng môn, trưởng môn nhân hệ thống kích hoạt, số liệu chữa trị bên trong. 10%, 20%, phần, phần, trăm, phần trăm chi 30. Thanh âm quen thuộc cứng rắn giọng ở bên tai vang lên, Tề Tiên Hiệp giống như như là gặp ma bắn lên, nhìn chung quanh nhưng là sau đó liền phát hiện cái thanh âm này đến từ chính trong cơ thể của mình trò chơi chuyện này cái này không phải trò chơi ngữ âm nêu lên không đợi hắn phản ứng kịp chỉ nghe được một tiếng phục hồi dữ liệu hoàn tất trưởng môn nhân hệ thống dung hợp sau đó não hải một vùng tăm tối đau đớn sắp nứt tinh thần văng tung tóe giống nhau trực câu câu té trên mặt đất một sau một nén nhang Ngất đi tề tiên hiệp rằng giặc tỉnh lại, chỉ thấy thằng ngốc cái kia thân thiết cô đơn nhãn thần, hai mắt lệ uông uông nhìn hắn. "Sư huynh, sư huynh, sư huynh người đã tỉnh, sư huynh." Sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn người tiểu sư đệ này, cái loại này sợ thống khổ nhãn thần, vươn tay sờ sờ hắn đầu lớn, nỗ lực biệt xuất một nụ cười nói: được rồi, được rồi, không có việc gì, ta không sao, sư huynh, sư phụ mới vừa mất, người cũng không thể, cũng không thể, thằng ngốc nghẹn ngào nói rằng. Được rồi, người một cái khở hàng, ước gì sư huynh gặp chuyện không may đúng không? Ta không sao, đi, làm cho ta chút ăn, cười mắng. Ừ, sư huynh, người chờ. Nghẹn ngào trả lời, sau đó một bà nước mũi một bà lệ, thuận tay xoa xoa liền đi đi ra ngoài làm tiểu sư đệ sau khi đi ra ngoài, tề tiên hiệp nhắm lại con mắt. Âm thầm ở trong lòng thì thầm một câu, sau đó thanh âm rất nhỏ, chỉ thấy trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái hư ảo hình chiếu, lúc này, không ngừng lặp lại. Ký chủ tề tiên hiệp kiểm tra đo lường đã vì bạch mã xem trưởng môn, trưởng môn nhân hệ thống tự động bảng định tương ứng thế giới tần thời minh nguyệt, xét thấy ký chủ lần đầu tiên kích hoạt bảng định thưởng cho tân thủ đại lễ bao một cái, có hay không lĩnh, sau đó bĩu môi đô đô thanh âm. Có chút sững sờ, thế nhưng sau đó, không biết là hưng phấn hay là cao hứng hay là kích động. Tần thời Minh Nguyệt Chi trưởng môn nhân đoán quẻ trưởng môn nhân hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Mặc dù không biết cái này cái gọi là hệ thống là thế nào tới thế nhưng tề tiên hiệp rất nhanh chính là nắm giữ mấu chốt trong đó đó chính là, chính mình phải là nhất phái trưởng môn nhân, mới có thể kích hoạt hệ thống này. Nhìn trước mắt hệ thống sừng sốt hồi lâu, yên lặng lựa chọn lĩnh, vì vậy, ồn ào một tiếng, bên cạnh nhiều hơn một cái bọc, bên trong cái bọc. Một bản nội công tâm pháp bí tịch, một chai sơ cấp kim sang dược, có thể dùng 10 lần, trị liệu ngoại thương, một chai sơ cấp hồi xuân đan, 10 khỏa, trị liệu nội thương, một bộ y phục, nhất kiện quần một đôi giày, một bà kiếm gầy, còn có năm lượng bạc. Thuần thuần võng du tân thủ thôn trang bị. Leng keng, xét thấy ký chủ lần đầu tiên kích hoạt bảng định thưởng cho đầy máu sống lại. Ngôn ngữ vượt, chỉ nghe được thanh âm đinh đông, sau đó trên người xuất hiện một tầng hào quang màu bích lục bao vây chính mình, sau đó đau đớn cả người, bất kể là làm sao tới. Đều trong nháy mắt biến thành hư vô, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, đầu não một mảnh thanh minh, toàn thân đặc biệt thoải mái. Xét thấy ký chủ lần đầu tiên kích hoạt bảng định, thưởng cho ký chủ rút thưởng một lần. Một cái hư ảo đĩa quay xuất hiện, 36 cái đồ án, xuất hiện vật bất đồng, theo thứ tự là 6 cái đan dược, 6 bản bí tịch võ công, 6 cái môn phái kiến thiết lệnh, 6 bản sách vở, 6 cái ngân lượng, 6 cái tạp vật còn có một cái lóe ra hình tam giác thật nhỏ ô vuông nắm lấy chắc là có thể rút thưởng ba lần chứ sáu cái kiến thiết lệnh theo thứ tự là trung lâu kiến thiết lệnh sơn môn kiến thiết lệnh diễn võ đường kiến thiết lệnh mộc nhân đường hầm kiến thiết lệnh bí tịch các kiến thiết lệnh đạt ma đường kiến thiết lệnh bí tịch võ công theo thứ tự là thiên trụ kiếm pháp mai hoa thung bộ pháp phất trần võ thuật bước trên mây khinh thân thuật thiết đầu công tẩy tủy kinh mà ở đan dược phương diện, đều là sơ cấp, hồi xuân đan, kim sang dược, giải độc phấn, mê dược các loại, bạc phân làm sáu cái đẳng cấp, cao có thấp có, sách vở phương diện, thiên văn địa lý. Kinh Phật Phật kệ, văn hóa lịch sử các loại đều có, thoạt nhìn tương đối loạn, thế nhưng, so sánh với tạp vật một nhóm thật tốt hơn nhiều, trỗi, ngọn đèn, mã, cẩu, ly nước, cái gương chủng loại cực kỳ phức tạp nhưng là hiểu mấy thứ này chắc là ngẫu nhiên cho dù sao bí tịch võ công sách vở cái gì cũng không phải chọn vẹn hệ thống học tập các môn các phái các thức các loại đều có dường như võ công phương diện thiên trụ kiếm pháp thuộc về phái hành sơn trụ cột kiếm pháp mai hoa thung bộ pháp thiết đầu công tẩy tùy kinh thuộc về thiếu lâm còn như bước trên mây khinh thân thuật cùng phất trần võ thuật dường như võ đang đem nhãn quang tập trung ở tại võ công một nhóm, đi tới nơi này cái thế giới cũng đã có hơn tháng, tự nhiên đã biết lịch sử đường nét, bây giờ là trước công nguyên 231 năm. Tần thời Minh Nguyệt Chi trưởng môn nhân đoán quẻ thiết đầu công. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Nội công tâm pháp không có đánh dấu cụ thể là môn phái nào, thế nhưng học tập sau đó, ba năm nội lực quán thông toàn thân, đan điền vận chuyển, bất quá một chén trà võ thuật cả người thể lực tăng nhiều. Vận chuyển vài cái chu thiên, tinh thần khí thoải mái. Âm thầm nắm quả đấm một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lão đạo, ngươi chờ xem ta sẽ báo thù cho ngươi đây sư huynh bánh màn thầu được rồi thằng ngốc bưng một cái đĩa ăn sáng cùng hai cái bánh bao đi đến ba ngày sau đàn khâu tử đã bị chôn vùi ở tại phía sau núi không có trắng trợn tuyên trương lão đạo treo tin tức một ngày truyền đi giang môn cần phải trải qua sau đó mang theo tiểu báo trước cửa đến cho nên Tề Tiên Hiệp khiêm tốn xử lý, tranh thủ vì mình nhiều kiếm một chút thời gian, có thể kéo một ngày là một ngày, nội công cường đại một phần, là hơn một phần nắm chặt. Cho nên đã nhiều ngày ngoại trừ mai táng đan khâu tử, Tề Tiên Hiệp ngoại trừ cùng với, hầu như cũng không xuất môn, vô thì vô khắc không ở luyện công, điều này làm cho thằng ngốc hết sức nghi hoặc. Tần thời Minh Nguyệt Chi trưởng môn nhân đoán quẻ tiên hiệp Thái A, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com nhị sư đệ nghi hoặc cái gì kim cương bất phôi chi thân, cái gì đồng tử thân. Từ nhỏ đã theo sư phụ, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì kim cương bất phôi chi thân, chẳng lẽ là không phải trưởng môn nhân bất truyền. Mọi người kinh hãi, người cũng cùng lên đi. Tề tiên hiệp nhàn nhạt hướng phía đồ đại sơn ngoác ngoác đầu ngón tay. Giả thần giả quỷ, xem ta không đem ngươi một cái nhóc con chém thành hai khúc. Nắm lên trong tay đại đao, nhìn Tề Tiên Hiệp cái kia bình tĩnh là thần sắc, đồ đại sơn trong lòng bao nhiêu bắt đầu rồi hồ nghi cùng cảnh giác, thế nhưng vẫn còn không đến mức sợ hãi, nhắc tới đại đao. Cước bộ đi mau, sau đó chạy nhanh đi, mẫn tiệp bước chân, ngôn ngữ chưa rơi xuống, thân hình đã đi tới Tề Tiên Hiệp một trượng có thừa, hai chân nhỏ bé đạp nhảy lên một cái. Trong tay đại đao xẹt một tiếng, chém xuống một đao này vô cùng sắc bén, kẹp theo một loại khí phách, cái kia hai tay cầu long một dạng bắp thịt nhúc nhích, hai mắt tàn khốc, có thể nhìn ra đối phương vừa ra tay chính là toàn lực. Không có chút nào bảo lưu. Nội lực có thành tựu nhỏ, tài thính mắt tinh tự nhiên không nói chơi, nghe tin lập tức hành động, trong lòng hơi có nỗi, khiếp sợ vẫn còn, đồ đại sơn làm trưởng môn nhân tự nhiên thân thủ phương diện nếu so với đồ đệ mạnh lên rất nhiều, một đao này xuống tới, khí thế như hồng, xa ném kỳ đệ tử, hào quang lóe lên, cái kia đại đao đã hung hăng bảo hộ tề tiên hiệp đầu lâu. Một đao cường thế đánh xuống, lau mồ hôi một cái, cong, mãnh liệt một tiếng, dường như ngoan thạch một dạng, đại đao hung hăng bổ xuống, văng lửa khắp nơi, khinh minh kim qua va chạm âm thanh, đồ đại sơn cánh tay tê dại, gan bàn tay bắn ngược chày sau khi rơi xuống đất, không ngừng lảo đảo lui lại, tâm thần ngẩn ngơ nhìn thoáng qua trong tay mình đại đao xuất hiện một cái hình cung khom trang bị, tâm thần hoảng hốt khiếp sợ, chính mình một đao này xuống phía dưới, không biết đánh chết qua bao nhiêu người, trực tiếp chém thành hai khúc không thua mười người có thể, hiện tại ngược lại thì đao của mình cuốn, mà hắn nhất mau đều không thương tổn đến, người đại gia a à, cái hố chứ? trong lòng đột nhiên sông lên một cỗ dự cảm bất tường. Cơ hội tốt, ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Mắt thấy đồ đại sơn một chiêu này bổ ra rút lui mấy bước sau đó, nhìn cái kia đại đao ngây người, tề tiên hiệp thầm nghĩ một tiếng, chỉ một lúc, liệp báo một dạng, khinh thân nhảy. Ở nội lực phụ tá phía dưới, bóng đen lóe lên, đồ đại sơn trì hoãn tâm thần, ngành tiếp cũng đã là tề tiên hiệp cái kia đống cát lớn nắm tay thẳng đến ngực mà đến bóng ma đen nhánh, đồ bên dưới núi lớn ý thức hay dùng đại đao quét ngang đi ra ngoài, nhưng một đao quét hụt, biết vậy nên không ổn, ngay sau đó quả nhiên ấn chứng suy đoán của mình. Tề tiên hiệp hư hoảng nhất chiêu, tránh khỏi, dưới chân cách mặt đất đạp một cái, giống như mũi tên nhọn bắn ra, một quyền đánh liền ở tại đồ núi lớn trên hốc mắt, viền mắt đau nhức sắp nớt. Lảo đảo rút lui chỉ là, nếu thật như vậy, còn không đến mức để hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu, chỉ thấy đồ đại sơn phủi phòng hộ, tức giận phản kích. Nhưng, để hắn bất ngờ chính là, trước mắt bỗng nhiên một bà bụi đánh tới, né tránh không ra trong nháy mắt chiêu, hai mắt mê ly, kèm theo sau đó một cước, đồ đại sơn triệt để héo. Đinh đương. Trong tay đại đao rơi xuống, Đồ Đại Sơn làm sao cũng không có nghĩ đến, tề tiên hiệp thế mà lại dùng như vậy đê hèn thủ đoạn, thế nhưng ván đã đóng thuyền, cả người lực đạo trong nháy mắt bị rút sạch. Vô lực che cùng với chính mình tiểu đồng bọn, sau đó, từ từ ngồi xổm xuống, cuối cùng trực tiếp té quỵ dưới đất, hai mắt sắp nứt lệ mưa câu hạ. "Ngươi, Đồ Đại Sơn nửa ngày biệt xuất một chữ?" nhàn nhạt mà cười, nhìn quỳ dưới đất đồ đại sơn, khom người mà xuống, đem cái kia đại đao nhặt lên. Ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì? Thanh âm có chút run run, dường như nhận thấy được cái gì, sinh ra sợ hãi. Người nói, từ tốn nói, vung lên đại đao, ánh đao để kỳ đệ tử cả kinh, dồn dập tiến lên muốn ngăn cản, nhưng vừa vặn tiến lên hai bước, phốc phốc một tiếng, ánh đao lướt qua, chỉ một lúc, phóng lên cao huyết tinh một cái đầu lâu cuồn cuộn ra. Tất cả, đều tĩnh, làm đồ đại sơn các đệ tử tỉnh ngộ lại, đồ đại sơn đã đầu một nơi thân một nẻo, mà tề tiên hiệp, máu me khắp người, tay cầm đại đao. Tuy là trong đao gian có một đầu lớn tiểu nhân chỗ hỏng, nhưng, điểm này cũng không ảnh hưởng cái kia một phần tà khí, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bọn họ, ánh mắt hung ác độc địa. Trưởng môn chết rồi, trưởng môn. Trưởng môn chết rồi lúng túng không ngừng, cũng là nhân cơ hội này, tề tiên hiệp đã nhảy lên một cái, đảo mắt đại đao chém đi ra ngoài, trực tiếp chém bay hai người. Và URL bằng window, location, href, window, puppy giờ tác bằng window, puppy giờ tác, window, puppy giờ tác, push, zone, 7254, x, bgssp7254, u, url, bắt giặc bắt vua cây đổ bầy khỉ tan đồ đại sơn vừa chết cái kia giang môn tới trước đệ tử đảo mắt chính là đánh mất chủ kiến chạy trốn tư tán mà tề tiên hiệp trong lòng một cỗ oán sát khí bỏ thêm vào những người này đều đáng chết dẫn theo đại đao liền một đường truy sát đi ra ngoài thẳng đến bạch mã xem chân núi trăm mét lúc này mới dừng lại mà trên đường đi bảy tám người đều bị hắn chém nhào trên mặt đất huyết tinh nồng đậm tư thế hào hùng anh phát vĩ đại nguy nga đứng lặng mà lạnh mắt thấy chạy trốn giang môn đệ tử tiểu sư đệ thằng ngốc chạy đến thời điểm còn tưởng rằng đại sư huynh cố ý ở dư uy kinh sợ nhưng đến trước mặt mới phát hiện đại sư huynh sắc mặt trắng bạch cánh tay đều ở đây run hai mắt vô thần hô hấp không phải đều Tuy nói ngực có cổ oán nộ, lúc này bộc phát ra, nhưng này dù sao cũng là thân thể này, linh hồn vẫn là đó cùng hai thời đại, một đường truy sát hơn 20 người, trong lòng có thể nào phục bình tĩnh. Cởi giả vô lực, đang ở thằng ngốc nâng đỡ về tới cửa đóng, chỉ là còn chưa đi đi vào, liền không có hình tượng chút nào nhuyễn miên ngồi ở ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn viễn phương. Nói là muốn nghỉ ngơi một chút. Mặt trời chiều về Tây, màn đêm đã tới thằng ngốc đã đem những thi thể này đều xử lý đồng thời dùng nước trôi giặt sạch một phen trong quan chỉ là tề tiên hiệp như cũ ngồi ở cửa trong lòng lo lắng cũng là muốn lên trước khuyên bảo hai câu nhưng vừa vặn tới gần có gì ăn hay không ta đói tốt tốt miễn là đại sư huynh không có bởi vì sát nhân bị kích thích liền tốt những thứ khác không sao cả cười hì hì xoay người liền hướng phía chủ phòng đi tới nhiều ngày tới kiểm nén hôm nay một buổi sáng được báo kéo mệt mỏi thân thể tùy ý vọt vào tắm ăn chút gì nhìn không có tim không có phổi không chút nào vì máu kia tinh sở động dung nhị sư đệ tề tiên hiệp cười cười hài tử giáo dục rất trọng yếu hy vọng sẽ không cho hắn lưu lại ám ảnh gì ngày hôm sau ngủ một giấc được thâm trầm sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hôm qua cái loại này ác tâm khó chịu đã tiêu thất chỉ là, mở cửa phòng, tâm bỗng nhiên co quắp một cái, cái kia đêm qua chính mình còn lo lắng tiểu hài tử sẽ phải chịu bóng ma chính hắn, thế mà lại tại chính mình cửa đang ngủ. Đương nhiên sẽ không ngốc cho là hắn là cảm thấy hóng mát, cũng hoặc sáng sớm qua đây ngủ hồi lung giác. Cửa phòng mở ra, trong nháy mắt liền tỉnh lại, xoa xoa chính mình mắt nhập nhèm con mắt cười ha hả nhìn tề tiên hiệp. Người ở đây giữ một đêm. Vì sao? sư huynh ngày hôm qua phát một ngày ngây người. Hơn nữa, đêm qua làm ác mộng. Một mực kêu, rất thẳng bạch đơn giản trả lời, không có hoa lệ từ ngữ trâu chuốt nhuộm đẫm thế nhưng, hết lần này tới lần khác phần này trắng ra đơn giản. Để tề tiên hiệp nội tâm sông lên một loại khó có thể hình dung chua sót, một năm này, cái này nhị sư đệ, mới 10 tuổi. Viền mắt đỏ lên, mỉm cười thằng ngốc ta nhớ được ngươi thật giống như còn không có tên chứ nếu không ta lấy cho ngươi một cái như thế nào đây ừ tên cái kia tiểu con mắt một sáng bất quá chợt cũng là do dự sư huynh ngươi còn không có tên ha ha vậy lấy hai cái chúng ta một người một cái ừm vậy từ nay về sau chúng ta họ tề ta gọi tiên hiệp ngươi tên là thái a như thế nào được Tiên hiệp, thái A, cái này nguyên là chính mình kiểm tra đo lường trong trò chơi chính mình đặt tên song kiếm. Tần thời minh nguyệt chi trưởng môn nhân đoán quẻ đạt ma 32 kiếm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, vạn vật sinh trường, có thể tiên hiệp cái kia hành động kinh người, trấn nhiếp một phen, cũng rốt cuộc tìm không thấy giang môn cùng tiểu báo cửa người tới cửa tìm việc dường như hết thảy đều bắt đầu rồi bình tĩnh leng keng thanh minh tiết thưởng cho rút thưởng một lần xin hỏi có hay không rút thưởng gợi ý của hệ thống âm vang lên đang tĩnh tọa vận chuyển tâm pháp tề tiên hiệp trong nháy mắt mở con mắt những ngày gần đây đối với hệ thống làm một phen hiểu hệ thống lui về phía sau là mỗi tháng mùng một rút thưởng một lần tâm lý đang ở cảm khái, như vậy xuống tới một năm mới 12 lần, lần này cân nhắc cộng thêm xác suất có chút thất lạc, tuy nhiên lại không nghĩ tới, lại còn có thanh minh tiết rút thưởng thuyết pháp. Rút thưởng, đĩa quay khởi động vẫn là lục lục đại thuận phương thức, đan dược, bí tịch tạp vật, môn phái kiến thiết lệnh, sách vở, bạc phân biệt quấy dày, một lần này bí tịch có hai cái để tề tiên hiệp vô cùng động tâm, một cái chính là đạt ma kiếm pháp tàn thiên, còn có một cái chính là sư hống công, hai cái này, nhưng là thiếu lâm trong tuyệt kỹ đều thượng thừa võ thuật. Còn lại đều là phổ thông công pháp, dường như bát tiên kiếm pháp, phong ma trượng pháp, hô diên thương pháp, hổ quyền tâm kinh. Đan dược nhiều hơn một cái tiểu hoàn đan, còn lại không có gì biến động, tạp vật kiến thiết lệnh không có gì quá lớn cải biến, bất quá bạc một nhóm ngược lại là cấp bậc thấp nhất cũng có 50 lượng. Nhưng nhìn cái này bạc tuyển hạng, hắn liền đặc biệt không nói. Người gặp qua Xuân Thu Chiến Quốc người dùng bạc sao? Người gặp qua Đại Tần quốc dùng bạc sao? Tút 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 bí bo con trò rất nhanh chuyển động, rung động lòng người, trong nháy mắt tâm động nhảy lên, nhìn từng cái từng cái xẹt qua, cuối cùng chậm rãi chuyển động, nắm tay siết chặt kèm theo len keng một tiếng. Tập trung xuống tới, lòng khẩn trương từ từ thả lòng. Ra sợi, thu được đạt ma kiếm pháp tàn thiên 32 kiếm, có hay không học tập, học tập tinh diệu áo nghĩa, kiếm chiêu các loại biến hóa chiêu thức, ước chừng hai phút qua đi, tề tiên hiệp mở hai mắt ra, nhãn thần hiện lên một đạo phong mang. Trong cơ thể chân khí dường như lại lớn mạnh một phần. Đạt ma kiếm pháp, lại tên là đạt ma 108 kiếm, chính là thiếu lâm tôn giả đạt ma tổ sư diện bích 18 năm sáng chế kiếm pháp, dĩ tĩnh chế động, lấy khí vận lực. Đối với tu luyện nội lực cũng có trợ giúp cực lớn, tuy là chỉ có 32 kiếm nhưng lại đã vô cùng khó có được. Ra khỏi phòng, là được chứng kiến Khở Tử Chính đang tu luyện Thiết Đầu Công, không phải không thừa nhận, hắn ở tu luyện Vũ Công phương diện dường như vô cùng có thiên phú. Nội công tâm pháp vừa tu luyện liền có khí cảm, mà chủng hoành luyện công phu dường như càng thuận buồm xuôi gió, hiện nay mới qua vài ngày cũng đã nhập môn nhìn tề tiên hiệp ra khỏi phòng, thằng ngốc dừng tu luyện lại, nhìn tề tiên hiệp, chỉ thấy tề tiên hiệp mỉm cười, sau đó mang tới một thanh thanh đồng kiếm, không gió mà bay, tay áo nhỏ bé phiêu. Đạt ma 32 kiếm thức mở đầu, chuôi kiếm run lên, nhất thời cuốn lên một màn hàn quang, sau đó, kiếm hoa chẳng chịt thoáng như đêm tối đầy sao, ngàn điểm vạn điểm, rơi xuống cước bộ nhẹ nhàng lương lương, cước bộ giống như hán tử say, trong tay kiếm pháp chẳng chịt, thoạt nhìn rất loạn, nhưng trên thực tế, chỉ đông đánh tây, chỉ nam đánh bắc, nhìn như không có trương pháp gì. Thật là kỳ diệu tuyệt luân, đột nhiên mà đến, vắng lặng đi, thật là đến rồi ý ở kiếm trước, di chuyển như thỏ chạy, tĩnh như sử nữ thượng thừa cảnh giới. Rơi ra kiếm quang từng mảnh một. 32 chiêu đều thi xong, nếu như thường ngày, tất nhiên sẽ có chút cật lực, thế nhưng, một bộ này kiếm pháp thi triển xong sau đó, không chỉ không có để cho mình cảm thấy cật lực. Ngược lại tinh thần sáng láng, cả người nắng ấm, trong cơ thể chân khí du tẩu lớn mạnh. Trong lòng sắc mặt vui mừng nói tràn đầy vu biểu, nhìn sợ ngây người thằng ngốc. Thái A, chúng ta lên môn báo thù thời điểm đến rồi, vốn chỉ muốn ít nhất còn muốn một tháng, hiện tại xem ra, cũng là không cần, có 3 năm nội lực bằng thân, cộng thêm thiết đầu công cùng đạt ma 32 kiếm, đầy đủ tung hoành đại biệt sơn. Dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, sát nhân đêm. Và URL bằng window. Location. Herb, window. Puppy giới tác bằng window. Puppy giới tác, window. Puppy giới tác. Push, zonet. 7254, ít BGSSP 7254U, UAL, ở đem đạt ma 32 kiếm triệt để thông hiểu đạo lý sau đó, điều chỉnh thử một phen thằng ngốc Thái A hình thức, với ngày thứ hai buổi tối, hai cái thân ảnh nhanh chóng ở Yamanaka xuyên toa. Từ chủ phong mà xuống, tiện đường hướng phía đông biên nhi đi, ước chừng đi một giờ, liền tới đến rồi giang môn nơi dùng chân, lúc này, đèn ngủ mới lên, ánh nến oánh oánh đồ đại sơn vừa chết giang môn liền do nguyên lai đại sư huynh đỉnh đi lên giang hồ đào quang kiếm ảnh sinh tử đánh nhau tề tiên hiệp tuy có chém giết đồ núi lớn kinh sợ lực nhưng là lực trấn nhiếp vật này là có hạn một núi không cho nhị hồ huống chi ba phái đã có cưu hận lớn như vậy chờ đối phương vạn sự đã chuẩn bị tới tìm thù trả thù còn không bằng tự mình tiến tới một cái tiên hạ thủ vi cường Ngồi chờ chết, tuyệt đối không thể chỉ ít tề tiên hiệp không phụ tiên hiệp tên. Chủ yếu nhất là chính mình luôn luôn một ngày sau đó núi cũng không thể đem tổng bộ bỏ ở nơi này bị người nhìn chằm chằm chứ. Người nào, một mảnh gạch ngói vụn, kinh khởi giang môn đệ tử, chỉ là mới vừa xoay người, liền một kiếm đoạn hầu. Long vào biển sâu, hổ vào tùng lâm giang môn bên trong ngoại trừ đồ đại sơn cùng vài cái bên trong truyền đệ tử những thứ khác không có gì quá thua lớn ra tại thiểm điện chiến đánh bất ngờ phía dưới tề tiên hiệp trong nháy mát cũng đã giết cái ba vào ba ra, huyết lưu đầy đất mà thằng ngốc cầm trong tay gậy to cũng là đập chết nhiều cái mười mấy tuổi tiểu hai tử giết người không chút nào biểu tình gì ngược lại chuyện đương nhiên phía trước còn lo lắng hắn sẽ sản sinh bóng ma, không khỏi cười khổ nghĩ đến Tần Vũ Dương ghi chép. Yến quốc có dũng sĩ Tần Vũ Dương, năm 13, sát nhân, người không dám ngỗ nhìn kỹ. Có thể, cái thời đại này hai tử, đối đãi giết chóc vốn là không có gì khái niệm. Hỏa diễm trùng thiên, một cây đuốc hoành đốt cái này răng môn, hai cái thân ảnh, một cao một thấp, ở dưới ánh lửa, có vẻ cực kỳ đồ sộ, tu yếu bóng dáng, kéo ra khỏi thật dài huyết tinh mà phần sau dạ nguyệt sắc mới vừa hơi nghiêng, tiểu báo môn lần thứ hai thiêu đốt khí hừng hực hỏa diễm, kẻ trước người sau, hai cái môn phái giống như phong hỏa thai, lần lượt hơi nước. Bạch mã xem, cái tên này điều chưa biết đạo quan, lại sau một đêm, toàn bộ đại biệt sơn trong, như sấm bên tai, không người dám khinh thị. Tái nhợt sắc mặt như trước có chút thoát lực thế nhưng so sánh với ngày ấy, tình huống tốt hơn rất nhiều chỉ ít một bước vừa đi cước bộ vô cùng vững vàng không có lảo đảo lão đạo ta báo thù cho ngươi khóe miệng độ cung ngước nhìn không gì sánh được sáng chói bóng đêm bầu trời một viên tinh tinh đang không ngừng lóe lên tựa hồ đang đáp lại giống nhau leng keng chúc mừng ký chủ báo thù thành công kích hoạt nhiệm vụ trắng đại sơn môn chiêu thu đệ tử mở rộng danh vọng danh vọng cộng một thưởng cho sơ cấp tu hành đan một viên có thể tăng lớn hai năm công lực trưởng môn kiếm nhất chuôi có thể thăng cấp đợi mệnh danh thiếu lâm trường quyền bí tịch một bàn bạc năm mươi lượng hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng sớm ngày trở thành thiên hạ đệ nhất sơn môn trở lại bạch mã xem dùng kim sang dược vì mình cùng thằng ngốc sức vết thương mỗi người dùng một viên hồi xuân đan sau đó tề tiên hiệp về đến phòng mở ra bao vây nhìn một cái Tu hành đan các loại chờ đều ở đây trong đó. Lấy ra tu hành đan, trực tiếp dùng, trong nháy mắt liền biến thành một cái cổ ấm áp dương ở trong người lèn, ước chừng nửa tiểu thời, vận công phát hiện nội lực tăng trưởng gần 2 phần 3, thứ tốt a. À. Sau đó lại mở ra Thiếu Lâm Trường Quyền, các loại áo nghĩa rất nhanh tràn vào trong đầu, mấy phút sau, thông hiểu đạo lý, trong tay bí tịch liền trở thành phổ thông bí tịch trưởng môn kiếm, truyền thuyết là cửu thiên huyền thiết làm bằng, thân kiếm ba thước ba, vốn có chảm kim đoạn thiết, chảm yêu trừ ma năng lực bởi vì trưởng môn nhân bội kiếm. Những người khác sử dụng không cái gì thêm được hiệu quả, đợi mệnh danh. Đóng ngoặc đơn, đem kiếm lấy ra, xem một chút xem, thân kiếm mang theo màu lửa đỏ, mơ hồ có phượng hoàng bay lượn, thế nhưng, đã có chủng chưa khai phong độn ý, tiên hiệp. Não hải trong nháy mắt hiện lên một cái tên như vậy, thuận miệng nói ra. Mệnh danh thành công, nhất cấp phong ấn giải trừ, khai phong thành công. Sắc bén cộng một, mẫn tiệp cộng một, lực lượng cộng một.